Ông Rồng đi đâu? Long. Ông Rồng. Rồng Ví bác đưa cho cái. Vâng. Tổng cái gốc mới này lấy ở đâu? Tân Sơn hay là Lạng À, mà gốc này là mua ở Mộc Châu. À, lên đâm ngược Mộc Châu à? Cánh ở Mộc Châu trở về đây. Ông Rồng phát cái gốc bán ở trên trên Chi Lăng quá. Vâng. Chi Lăng Lạng Sơn. Ừ, ông phát mấy clip cái gốc Nhưng bán mà phôi này. họ bảo là đào Có Lạng người Sơn con thì đấy. không đẹp bằng đào Lục Ngạn đâu. À, đào Tân Sơn. Ông Tân Minh kia Sơn, Lạng ông mua Sơn Tân Sơn Lục Ngạn. nó 5 sổ to, Hả? dễ nó to. Để trồng Lục Ngạn thì bì nó dày, họ bì dày rồng dày dễ dễ hơn. tôm nhiều. Cái da gì? Da, Ừ, da này, cái vỏ này đúng rồi. dày nó Năm dày. nay nếu mà mua thẳng đường Ghép một. là nó ghép dễ hơn. Ừ, Tân Sơn hoặc rồng nhiều lắm. Và Tân Sơn vẫn Lục Ngạn. Cái đợt đợt phù sa. Hôm mùng 1 là đi cỗ ở đất này mới tốt. À, ở Tân Mộc, ừ, đất Tân này Mộc. tốt. Khu gì đấy thì Thế nhưng mà làm gì mà vun cao vậy đấy? Sao sợ nước ngập. Nước ngập à? Ẩm. À, giữ ẩm, kể cái này Tầm mà 1-2 là cho thoát nước. đậy rơm rạ này nhỉ. Cái này nó mưa nó hay ngập nước. Ừ, chỗ này là trũng, trước không có thuyền sông Đà, cái này làm sao dòng được. Khu này ngập trắng, có sông Đà đấy bắt đầu nó mới thôi. Năm Giả sử như gốc này mà cuối năm mà tán hoa nó đẹp là bao tiền? như cây này ạ. Ừ. Cây này tầm khoảng độ Tán hoa đẹp trên cành 2 ra. triệu. Chính xác bao nhiêu? 2 triệu Chính xác rưỡi. cái tầm khoảng độ 2 triệu rưỡi. Ông có nói cùng tùy theo nơi quay lại. Không, đang mình nói là hoa Quá đẹp. dăm. Ừ. Tán là quay là thạ thế thủ các Tại. thứ. Ừ. Đẹp. Thì tầm đấy. Nhà cho rưỡi còn xấu là 2 triệu phải không? Xấu 2 triệu, 1 triệu rưỡi tùy theo. Thế tùy của tùy tiền. Ừ. Đây gốc vừa vừa. Gốc này là những bác mà vừa vừa tiền là chơi. Nói chung hợp lý. Mình đánh Trong bầu cho. có cây trong kia mà để mấy thì nó tầm khoảng 5 triệu. Có Cây cây nào? gốc trong kia. To mà đẹp mà sống Cái cũng vẫn đẹp vẫn chi. vẫn tay rồi kia của nhà ấy. Con tay kia Nhà khác. là của nhà anh gì nhỉ? Nguyễn Văn Dũng. Con gái con trai bà Hồng, Hồng à, con trai bà Sự Hồng. Đây là nhà vườn gì đây cháu, nhà vườn gì đây? Đây là già, nhà vườn này là nhà Bình vườn Hòa. Bình Hòa. Bình Hòa, cháu tên là Bình nhỉ? Vâng, Vợ tên tên là là vợ Hòa. tên là Hòa. Ừ. Nếu theo dõi kênh Cùng Dòng chuyên môn phát đào. Vâng. Ngày làm 2-3 clip. Toàn quốc, đào toàn quốc. Hay quá nhỉ. Ừ. Đưa thương hiệu lên quay thế Không, nào cái này ủng là hộ. quảng cáo, là hôm nay các bác miền Trung, ông phát là miền Trung miền Nam, bác nó xem được Vâng. nó Hải Phòng nó Rong lên hả? Vlog. Rong Vlog. 2,5 triệu nếu hoa đẹp tán đẹp các bác ở Hải Phòng là đến độ tháng 10 là đặt được tiền không nhỉ? Vâng. Hả? 10 Trên 11 kia tháng là 4. tháng 7 họ đã đặt đã mua cái đào đào ấy, đào huyền ấy. Vâng. Tháng 10. 7 đã mua rồi. Người ta bán non. Nhà buôn thì Bán non thì mua non. giá cả hơn. Đáng 1 triệu thì mua 700 thôi. Đúng không? Nhưng mà chết thì nhà vườn vẫn phải chịu. À, ừ, đấy là mua đất bán thẳng. Nhưng mà bán rồi anh chăm sóc thế nào thì chăm sóc thì lại một khác. Không, đa số là dân đấy nó mua lại. Chứ còn khách buôn là không dám mua tầm tháng 7. Đấy. Khách buôn phải tháng 10, tháng 11 dám mua. Đấy. Cùng nhà vườn với nhau. Cùng quê. Cùng quê cùng nhà vườn. Đúng rồi, biết Sáu, sáu gọi là trường hợp đấy, sáu gọi sáu. bán lúa non. Vâng, sáu, sáu, sáu. Ừ, không phải cùng quê mới dám mua thế. Vâng. Mà Dũng ruộng bán trước là đa số người ta mua đào đẹp chứ đào xấu nó không mua. Cây mập mạp đẹp, 25 đẹp. Cái đào huyền rồng 25. Nhưng còn một xã ở Cương Sơn thì họ chỉ rồng 5, gọi đào lơm như cái lơm bú cá. Vâng. Như nói bác này này. Cái cây này đây là của nhà ông anh này. Bảo là vẫn Đây. theo như cháu bảo với anh ấy rồi. Có rất là làm đầu một là đào cành hai đào huyền Đào cứ lơm cho được. nó thẳng lên Đào nó lơm, đào 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 lơm. huyền thì là phải là 2 năm thì mới được cái cần câu Ừ, đào lơm chỉ 5 thôi. đào năm mà đào nơm chỉ 1 năm thôi Ừ, như cái lơm bú nếu mà cá. đào cành cũng 1 năm 1 năm là thu hoạch thôi. bán đẹp được 150-200 mùa 50
không 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 có, không có 50 đâu. Không, cái đầu cành chứ làm một cành đấy. Cành 50 là bé lắm, bé tí tẹo. Bây giờ bị nhà, nó còn chả. Đấy là những cả ruộng đào bị ngập nước thì nó chịu bắt 50. Chăm chăn dắt. Thế còn ai cũng muốn đẻ ra, ai muốn con khỏe mạnh, đẹp đẽ. Chứ cũng không ai người ta bảo quên là... Tối về xem clip ông Rồng, họ rồng đào đào lơm hoa đẹp lắm. Như cái lơm. Ông Rồng ở kênh ấy, A2B à? Như cũng đi. Tí cho cái cáo. Vâng. Xong đăng ký kênh, đây có mạng không? Đây không có, cháu không có. Máy cháu không có mạng. Từng công nghệ giờ không mạng. Ôi giời, cả ngày cả đây là bao nhiêu gốc đây? Hàng quan mình đi cái họ nhòm vườn nhà mình để họ biết. Vâng. Đi bên này cho nó phải chưa. Để họ xem clip này họ phát hiện, họ biết địa chỉ, họ tháng 7, tháng 8, tháng 9 họ về. Đào này là đào năm 1, năm 2 lại khác không nhỉ? Đào gốc này là tầm khoảng năm nay là năm thứ 3. Đây cái gốc này, đây của nhà khác hả? Đây nhà khác. Như gốc này thường là bán bao nhiêu? Gốc này vừa rồi là bán nó phải hơn triệu còn nhỉ? Triệu rưỡi. Hôm nay phải 2 triệu. Hôm nay phải 2 triệu hơn. Ừ. Còn sao họ không gắt hoa đi nhỉ? Vừa mới cắt đi rồi chứ trái. Bây giờ phải ngắt đi để cho đảm bảo. Ngắt đi để cho nó lên rồi khác. Ừ. Còn những cây này thì nó mua là... cây này mua là 600. 600. Vâng, đào phôi đào gốc về phải cắt tạo tán lại nhất, cắt. Ừ. Cắt chứ đi hết rồi. Cây này đến cuối năm thì những cây đào rừng này nó mua xô là 500 này. Ừ. Nó xô hết 500. Có cây lớn cây bé thì xô đi bù lại. Đây. Hoa nhỉ. Đi dễ cho họ xem đấy làm hết. Có phải tên Hoa? Vâng ạ. Ừ. Đây các bác này. Hoa. Hoa gì? À. Hoa gì đấy? Hoa Bình à? Đấy, vợ chọn tên đúng nhỉ? Đây này, các bác này. Phôi 51. Nếu mà đẹp thì là 2 triệu khoảng. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Còn bình thường là... Nhưng mà người ta mua xô hết 2 triệu được. À, mua xô hết thì... Đi chậm nữa không loáng loáng rồi. Hoa, đi chậm. Mua xô hết thì... cây nọ gánh cây kia thì 2 triệu. 2 triệu được. Được. Đây các bác là hai luống này phải không? Vâng, hai luống. Các nhìn hai luống đi. Hoa đẹp răm rạp mà tháng đầu tháng 12 lên mà kết cái số 2 triệu. Đánh đưa xe mới xong chứ phải không? Đưa đi xe. Ừ, là trách nhiệm của nhà vườn. Trách nhiệm nhà vườn là đánh lên xe. Cái này đẹp này. À, đánh lên đánh gốc lên không đưa lên khênh lên xe. Lên đấy tập kết. Tức là nhấc họ lên xe. Ừ. Trên xe là của họ. Trên xe là của họ đi đâu đi. Đúng rồi, nhà vườn nào cũng vậy. Đấy. Cũng được. À, đến khi bán mua bán xong rồi nhà vườn phải thuê người đánh. Những cái đào khung kia, đào khung vừa như lúc nãy ngoài kia là cả khênh cả giết các thứ là 50.000 một gốc. Ừ. Thì gốc này nó phải tiền trăm. 100.000 đánh mới khênh. Ông đánh họ đánh nó quen nhanh rồi. Vâng. Đấy. Sang tháng 9, sang tháng 8, tháng 9 là họ đã phải đánh đôn bầu rồi. Ừ. Đôn bầu ủ gốc để cho ra rễ tơ. Ừ. Mà nếu mà không ra rễ tơ thì là khi Tết mà đem đi thì ở nhà mình tươi, xong khi lên xe 1-2 hôm nào nó héo là... Nhưng nhà Hòa là rồng đào mấy năm? Cứ đứng. Nhà em thì rồng, nhà cháu rồng quay là đào, hầu như đào cảnh. Hôm nay mới dùng món đào này. À, năm nay còn đào gốc. Vâng. Ừ. Hôm nay mới dùng. Đào cành là dùng đào gì? Đào cành là đào bích. Nhưng mà dùng đào lơm hay đào buông à? Đào buông, cứ nên. Tức là thoải mái. Nên thoải mái, cũng cắt là một năm cũng 3 kéo, cũng cắt 3 đợt kéo. Ừ, cắt răm. Cắt răm, 3 đợt. 3 đợt. Thế là cây đào đấy bán bao tiền? Cây đào ấy vừa rồi là bán năm đầu tiền như năm ngoái. Thì là bán cành rẻ nhất là được 80.000. Ừ. Thế chứ sang năm nay nó nở sớm quá, nó nở nhiều quá. Bán xô được vào 100 cành là giá 100.000. Bán tại vườn? Tại vườn, người ta đến mua tại vườn, cắt cho người ta bó nào, bó trời đâu đấy, việc ừ. Người ta. Đấy là... Hôm đấy là hôm 23 Tết. Ừ. Là bán
100.000 một cành bán buôn. Ừ. Thì về người ta ngồi khi bán được 150-200 một cành. Thế là có khách người ta mua. Thì các cụ có câu là tốt chợ hơn là tốt nợ. Đúng rồi. Lợn manh có ngon thế, còn nữa mà đông quá không có người mua. Đào bán được rẻ thì bán mua được rẻ, thế nhưng mà địa điểm bán phải do địa điểm nữa. Vâng, có địa điểm không bán được chứ. Vâng, cũng có người cũng có duyên, bây giờ đào rõ ràng đẹp, có duyên bán hàng. Rồi có người đào rõ đẹp và nói đến coi là bán không sao bán được, sáng trưa không bán được, mình vừa đến sớm đào xấu đến cái coi thì nhào lúc đã hết. Đấy là cái duyên của bán hàng. Ông Long này view vườn đào nhà Hòa Bình như đây các bác, mà năm nay có xem clip mà biết là liên hệ tháng 9 tháng 10 là liên hệ với hoặc đến trực tiếp nhà vườn nhỉ. Vâng. Ông Long đã view độ 3 lần các bác, tháng 7 hoặc tháng 9. Tháng 7 ông Long view lần nữa ở khu vực này. Và lần này ông Long sẽ view hết lượt các nhà hàng ở nhà vườn ở dưới Cẩm Hoàng nhỉ. Vâng, Cẩm Hoàng, thôn Cẩm Hoàng. Ừ. Xã Xuân Cẩm. Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ừ. Chuyên đào gốc. Vâng, chuyên đào gốc. Đào rừng, đào cổ thụ, đào thế, đào thông, đào cành. Mình hòa kết thúc hòa chào khán giả cũng xong với lúc. À, chào kết thúc video đây, chào khán giả. À, mời các bác về. À, mời có gì đến tháng 7, tháng 8. Về một đợt thì đến tháng 1 chạp, tháng 11, đầu tháng 11, tháng 12 thì về coi thăm, nếu mà về tháng 12 thì... Không, tháng 9, tháng 10 của bác đã lần để mua chứ. Thế và nếu mà về nữa về chơi thì... Ừ, về ngắm chơi. Ngắm cảnh về đất Cẩm Hoàng thì tầm khoảng độ rằm tháng 12 ra thì đi, chỉ đi bộ chứ không đi xe được. Ừ. Đường chặt cứng luôn, xe cộ chặt cứng luôn. Đã khi đã tắc đường là tầm khoảng độ 2 cây số. Chào giới thiệu nhé, nhà hàng mới giới thiệu điện thoại. Nhà hàng số điện thoại của em là 037 585 6866. Nhà vườn là Nguyễn Tiến Bình. Không, Bình gì? Bình Hòa. Nhà vườn chồng là Bình, vợ là Hòa. Đúng rồi. Đó. Long clip của ông Long Vlog thúc cho bà con ở thôn Cẩm Hoàng nhỉ. Năm nay sẽ nhiều người khách hàng của ông Long Vlog biết đến khu vực đào chuyên môn buôn sỉ. Các bác miền Nam gọi là sỉ nhưng miền Bắc gọi là buôn. Vâng, sỉ này ạ. Sỉ. Ủng hộ kênh của ông Long Vlog nhé. Ông Long sẽ phát trên 2 kênh đúng không ạ? Ông Long Vlog là đào, ông Long Vlog 2 là ông Long sẽ phát thập cẩm các clip mà ông Long quay được. Chúc các bạn sẽ xem clip may mắn nhé.